Cậu hai ơi, cho con hỏi thêm một vấn đề nữa là ví dụ như người chết có cái tục lệ sao mà thấy người ta để cái nải chuối xanh ngay cái bụng á, cậu Dạ, hai giải thích giùm con. ví dụ như một cái vấn đề, một cái người mới